Trình độ kỹ thuật canh tác thâm canh cao, nhiều mô hình trồng rau an toàn ở đô thị cho kết quả năng suất vượt trội, hơn gấp nhiều lần so với vùng nông thôn, mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân đô thị. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh hôm nay với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi sau đây. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, cá sấu Việt Nam sang Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ba nhóm mặt hàng vừa ký nghị định thư, sầu riêng đông lạnh được xem là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản. Việc mở cửa chính thức thị trường Trung Quốc cho sản phẩm này dự kiến sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam. Việc ký kết nghị định thư về kiểm dịch với sản phẩm dừa tươi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi của nước ta. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu dừa tươi có thể tăng thêm 200 đến 300 triệu đô la Mỹ ngay trong năm 2024 và có thể tăng trưởng mạnh trong các năm kế tiếp. Sản lượng cà phê dự báo sụt giảm từ 5 đến 15% trong niên vụ 2024-2025. Trong khi lượng tồn kho niên vụ 2023-2024 không còn nhiều, giá cà phê được nhận định vẫn đứng ở mức cao. Hiện giá cà phê nội địa đang giữ quanh ngưỡng 117.300 đến 118.100 đồng một ký. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, đến thời điểm hiện tại, giá gạo Việt Nam đang tăng so với giá gạo của các nước Thái Lan và Pakistan. Kết thúc tuần vừa qua, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 đô la Mỹ một tấn và cao hơn gạo Pakistan 34 đô la Mỹ một tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến năm 2024 Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 7,4 đến 8 triệu tấn gạo, kim ngạch dự báo sẽ vượt con số 5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Tại các thành phố lớn, ngày càng phát triển nhiều mô hình nông nghiệp đô thị trồng rau, nấm, hoa kiểng theo hướng an toàn để phục vụ người dân thành phố. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm một trong những mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tìm hiểu kỹ thuật canh tác hiệu quả của bà con nơi đây. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Diện tích của tôi ở đây là 1.500 m² mà đã làm đến đây là 12 năm rồi. Canh tác rau thì theo từng thời điểm là có thể là luân canh, từng thời điểm cứ không làm một loại là cố định lâu dài để cho cây nó được năng suất. Thì cái diện tích nhỏ ở đây thì muốn năng suất thì mình bắt buộc trước tiên là phải đất đai là phải đẹp màu mỡ, cái thứ hai là phải đầu tư chăm bón đúng thời điểm và chọn từng cái loại phân có uy tín trên thị trường để mình làm năng suất hơn, đảm bảo hơn. Với cái rồi tiếp theo là mình phải chọn cây giống đấy, rồi là mình cấy ra chứ mình không thể xạ thế như những cái nơi mà đất người ta nhiều người ta lấy xạ xuống, mà ở đây là phải xạ cây giống xong ra để là rút ra cấy để đảm bảo nó đều cây hơn, nó năng suất hơn. Mỗi một vụ thu hoạch là chúng tôi là thường là phải nót phân xong rồi với là cày xới đất lên, để nếu có thời gian đất nó nghỉ ngơi được 1-2 ngày là sẽ tốt hơn, còn ít quá thì mình cũng vẫn phải là để cấy xuống để kịp thời vụ để mình thu, để có cái thu nhập nó đều đặn hơn chứ không như những người ta làm nhiều đất được. Cái thời gian sinh trưởng của cây này thường thường là từ lúc cấy xuống, cấy chứ không kể xạ giống, cấy xuống từ cái giống cấy xuống thì nó rơi vào tầm, nếu rau nhanh nhất thì là 18 ngày. Đấy là rau nhanh nhất là mình đã thu hoạch rồi, còn rau nào chậm và rơi vào tầm 26 ngày nó di chuyển thì có thể là về theo mùa. Mùa mưa này có thể là chậm đi một vài ngày chẳng hạn. Là thời gian sinh trưởng nhanh nhất là nó rơi vào tầm có độ 10 ngày đi là sinh trưởng, thời gian sinh trưởng là cái khỏe nhất. Thường thường là chúng tôi là làm cứ
một năm 3 lần dùng vôi để xử lý đất, độ phèn của đất. Vôi hoặc có thể là do chấu đó. Người ta mua về, người ta bắt đầu người ta cải tạo đất, người ta cho xuống, người ta cải tạo đất là để chống phèn. Hữu cơ là để phát triển đất, phát triển cây lễ. Hiện tại vườn này là chúng tôi rất hay sử dụng. Cái hữu cơ của đầu trâu là thứ một nứa rau này chúng tôi là bón một lần. Cũng có người ta nếu mà điều kiện người ta có chẳng hạn thì người ta có thể là thúc hai lần. Người ta lót rồi xong người ta thúc người ta lại còn thúc hai lần nữa. Có ví dụ là đất xấu hoặc là người ta có điều kiện người ta thúc hai lần thì cái rau nó sẽ đẹp. Nó thừa cái dư cái chất phân nó ăn thì nó sẽ đẹp thôi. Hiện nay hầu hết các nhà vườn sản xuất rau quy mô nhỏ ở ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh đều có trình độ kỹ thuật canh tác thâm canh cao, đạt năng suất vượt trội. Nhiều mô hình có thể cao hơn gấp nhiều lần so với vùng nông thôn, thậm chí với 1 m² diện tích có thể cung cấp gần 20 kg thực phẩm mỗi năm. Tiêu chí hàng đầu của bà con hiện nay là canh tác rau an toàn. Vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dinh dưỡng sinh học, bà con luôn ưu tiên về chất lượng, an toàn cho người sử dụng và môi trường. Từ lúc cấy là khi gỡ lưới là rau nó bắt đầu phát triển ở giai đoạn đầu là từ tầm 6 ngày. Nó theo thường mùa nữa. Ví dụ mùa mát thì nó rơi vào tầm 6 ngày, còn mùa kia nó rơi vào tầm 10 ngày thì bắt buộc là mình phải là chăm bón là đầy đủ để cho nó phát triển. Đủ chất ăn để nó phát triển, cái cây rau nó khỏe, lá rau nó màu mỡ và nó đẹp hơn. Giờ dân thì người ta sử dụng gần như là 100% thuốc sinh học rồi. Thứ nhất để đảm bảo cho người, trước tiên là phải đảm bảo cho người làm ra. Tại vì người ta tiếp xúc hàng ngày, sau đó rồi đến người dân tiêu thụ ăn, bà con mình ăn. Chúng tôi thì thường hay dùng cái phân bón của Bình Điền, Mekong. Phân bột chúng tôi cũng có dùng và phân dạng viên cũng chúng tôi cũng có dùng. Nhưng mà tùy từng thời điểm, cũng có thời điểm ví dụ là cái phân bột thì vào cái thời điểm mà thời tiết nó nóng thì chúng tôi thường hay thứ nhất là xạ nót để cấy để cho nó mát. Cái thứ hai là xạ giống để cho cái rễ nó khỏe, để đảm bảo cái cây giống cho mình cấy, khi cấy ra nó khỏe hơn. Nói chung là ở đây thì tại vì nó là vùng ven đô giáp danh với thành phố, là cái mùi phân hoặc thuốc sâu thì người ta cũng rất là hạn chế để ảnh hưởng đến bà con bốn xung quanh, không như ở các vùng nông thôn ở miền quê thì nó phân biệt ra giữa là cánh đồng và người dân rồi, còn ở đây là làm có những hộ là làm ở quanh dân, bao bọc bốn quanh dân, bao bọc chẳng hạn thì mình cũng hạn chế những cái thuốc có mùi để tránh ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Các dòng sản phẩm mà của Bình Điền Mekong thì luôn hướng tới là làm sao là phải thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Đối với các sản phẩm nông nghiệp đô thị thì sẽ hướng tới là không có mùi. Với lại các dòng cái sản phẩm hữu cơ thì sẽ được bổ sung một số cái chất sinh học, humic hoặc là fluid, và các dòng hữu cơ thì sẽ có được bổ sung các dòng vi sinh như để cân bằng các vi sinh vật trong đất, cũng như là bổ sung cái vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lăng khó tan để cây trồng dễ hấp thụ, và ngoài ra thì có cái dòng vi sinh vật để phân giải các cellulo cũng như là các sát bã thực vật ở trong đất để thành chất hữu cơ để cung cấp cho cây trồng, giúp cho cái đất nó sẽ tơi xốp hơn và nó hạn chế được cái nấm, cái gây hại bộ rễ. Ngoài ra thì nó còn giúp cho cái bộ lá của nó sẽ xanh hơn và dày hơn, giúp cái cây phát triển tốt hơn. Bên cạnh hoa kiểng, rau màu được xem là loại hình nông nghiệp bền vững nhất của nông nghiệp đô thị. Thực tế, quá trình thâm canh cao khiến cho hầu hết đất tại các vùng trồng rau ở đô thị đều bị chua hóa theo thời gian, ảnh hưởng quá trình sinh trưởng, chất lượng rau. Vì vậy, việc cải tạo đất sau mỗi lứa trồng rất quan trọng. Các nhà khoa học khuyến cáo bà con cần tuân thủ kỹ thuật làm bón lót phân hữu cơ và chất cải tạo đất trước khi trồng để bộ rễ rau phát triển khỏe ngay từ đầu. Vào mùa mưa, cần chú ý các biện pháp chống ngập úng cho vườn. Vấn đề phát triển trồng rau xanh ở đô thị thì cái ưu thế của thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta sẽ phát triển cái rau của các hộ đô thị và những người nông dân ở ven đô thị, thì đây là một cái lợi thế là chúng ta đang có một thị trường khoảng độ từ 12 đến 14 triệu dân. Đây là một thị trường rất lớn. Chúng ta mà cung cấp được rau sạch, rau hữu cơ thì chúng ta không lo thị trường. Nhưng mà vấn đề bây giờ thế này, ở
ở phía Nam thì chúng ta có mùa nắng và mùa mưa, nhưng mà một cái nghịch lý là với rau ấy, mùa mưa thì lại khó khăn hơn mùa nắng. Thế thì chúng ta phải chú ý là mùa mưa thì bà con cũng không cần thiết phải làm trong nhà màng đâu. Bà con chỉ cần làm thế này, một cái lưới ở phía trên trắng nhưng mà nó dày, để mục đích là sao? Để mà cho khi mà mưa xuống thì hạt mưa nó sẽ đụng vào cái lưới đấy, thì nó xé nhỏ ra, thì nó không làm cho rách lá, nên là trồng rau ăn được. Và hai nữa, đặc biệt là với tất cả các loại rau thì chúng ta cần hạn chế úng cho những cây rau. Thì với rau trong mùa mưa thì chúng ta phải lên liếp thật cao, rãnh thoát nước thật tốt để cho nó không chống. Vì thường là mùa mưa thì nếu không bị rách lá, bị mưa to thì sẽ bị úng. Thì vấn đề là chống rách lá, chống mưa to bằng cái lưới trắng, chứ không phải lưới đen nhé, lưới trắng mà dày, để cho mục đích là xé hạt mưa xuống. Thứ hai là liếp cao để chúng ta chống úng. Và hai nữa, chúng ta cần phải bón phân hữu cơ cho xốp đất để không bị thiếu nước trong tình trạng thừa nước. Với cây trồng thì nó bị thiếu nước trong thừa nước, tức là cái nông hút nó bị hủy hoại hết, thì chính nông hút hủy hoại thì không hút được nước, nên là bị thiếu nước trong điều kiện thừa nước. Và hai nữa, nó sẽ bị thối rễ, nó bị tranh chấp oxy, nó bị thiếu oxy cho cung cấp rễ, rễ không phát triển được. Hai nữa, có một số vùng ấy thì còn bị thêm tuyến trùng, nó làm u ở trên rễ. Nên là thường ra trồng rau cho ven đô và đô thị thì lại khó trồng hơn, bởi vì người ta chỉ thích trồng vào mùa khô thôi. Và bà con ở trong nội thành ấy thì nên trồng ở những cái tận dụng những cái gác thượng hay là những khoảng trống để mình trồng. Và trước kia thì có những dụng cụ trồng rau, còn bây giờ thì chúng ta không cần. Chúng ta có thể sử dụng những hộp xốp và chúng ta khoan những lỗ ở bên cạnh thì chúng ta vẫn làm được. Nếu bà con trồng rau mà có tính chất là chuyên canh rau ấy, đã trồng ở đô thị thì người ta gọi là canh tác theo hướng hữu cơ. Mà canh tác hữu cơ thì hạn chế tối đa sử dụng phân vô cơ, mà sử dụng phân hữu cơ. Mà đồng thời đã là canh tác hướng hữu cơ thì tất cả những sản phẩm phòng trừ sâu bệnh ấy, thì đều không được xài thuốc khoa học, mà xài những thuốc sinh học và những thuốc chiết xuất từ thảo mộc. Hiện nay trên thị trường cũng có, và bên chỗ công ty Bình Điền Mekong họ có rất nhiều những thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thì bà con sử dụng cái loại đó thì nó sẽ an toàn hơn. Họ có rất nhiều những sản phẩm, cả phân bón rễ, cả phân bón lá, thì có thể cung cấp cho bà con. Và cũng cảnh báo cho bà con ấy, là bà con nông hộ ở đô thị hay là gọi là đô thị nông dân trồng rau ấy, để ăn ấy, thì tránh tình trạng mua phải những loại đất mà người ta gọi là đất sạch. Ai công nhận đấy là đất sạch? Nếu là đất lấy từ các kênh rạch ấy thì không phải là sạch. Mà trên thế giới, cái Hiệp hội Hữu cơ Thế giới hoặc Hiệp hội Cây Thực phẩm ấy, thì họ nghiêm cấm dùng phân bón sử dụng tại rác thải của đô thị. Huống hồ đây chúng ta lại từ kênh rạch, nên chúng tôi cảnh báo rằng chưa có một thông tin nào mà đảm bảo đất là đất sạch. Bà con tin tưởng là đất sạch, bà con trồng, bà con ăn thì nó còn bẩn hơn so với trồng ngoài. Vì đất ấy đâu sạch, đất ấy kim loại nặng rất nhiều, vi sinh vật gây hại rất nhiều, nên bà con lưu ý phần đó. Như vậy, để trồng rau ở đô thị đạt hiệu quả cao, các nhà khoa học khuyến cáo bà con sử dụng quy trình chăm bón như sau. Trước khi gieo trồng, cần bón lót phân hữu cơ vi sinh đầu trâu HCMK7, lượng bón 0,5-1kg trên 10m², chế phẩm bio canxi hay đầu trâu mặn phèn. Giai đoạn cây rau từ 12-14 ngày sau gieo hạt hoặc 4-5 ngày sau khi trồng cấy cây con đến trước khi thu hoạch từ 5-7 ngày. Bón phân hữu cơ đầu trâu Agimatin, lượng bón 0,3-0,5kg trên 10m², hoặc phân hữu cơ đầu trâu Organic Nutrigen đạm cá. Pha 20ml phân bón trên 10 lít nước, sử dụng phun hoặc tưới 1-2 lần. Bón đầu trâu NPK 30-10-10 hoặc phân bón NPK đầu trâu MK đa năng, lượng bón 0,1-0,15kg trên 10m², bón từ 1-2 lần. Với sâu hại lá, khi sâu mới xuất hiện tuổi 1-2, phun thuốc trừ sâu đầu trâu Bisat 30EC, cách phun pha 5ml thuốc trên 10 lít nước, thời gian cách ly 7 ngày.
Thưa quý vị, thưa bà con, như thường lệ, tiếp sau phần tư vấn của chuyên gia sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Thưa anh Tuấn, ở Bình Định, việc anh sử dụng 20-15 vừa bón vừa hòa ra để tưới đấy, thì cũng là một giải pháp tốt nhưng mà chưa là tối ưu. Anh nên thế này, trước khi trồng thì anh nên bón phân hữu cơ với 20-20-15. Sau khi được từ 30-35 ngày thì anh sử dụng 20-25, anh hòa anh tưới. Rất đúng, vì lúc này nó cần nâng cao để mà kích thích quá trình làm hoa, để cho cây dưa hấu phát hoa. Thế sau khi có rồi ấy, thì anh không nên dùng 20-15 nữa, mà anh sẽ chuyển sang phân 14-7-21, cũng phải Bình Điền, rất tốt anh ạ. Cái đấy mà hòa ra anh tưới rất tốt, anh tưới đều đến giai đoạn nuôi trái, rất tốt, không cần phải bón kali sunfat cũng được, vì trong phân 14-7-21 đã có kali sunfat ở công ty phân bón Bình Điền, họ đã đưa kali sunfat vào rồi, và họ đưa cả TE vào rồi, nghĩa là có vi lượng rồi, có trung lượng rồi, thì như vậy dưa hấu của anh sẽ bảo đảm hơn. Anh chú ý là đây là cái giai đoạn mà nếu mà như là có mùa mưa có ẩm ấy, thì cây dưa hấu lúc đầu ấy rất bị là chết ẻo hay là héo xanh ấy, thì phải phòng bệnh tốt, vì đây là bệnh chết do vi khuẩn mà dưa hấu rất hay bị, bà con phải thêm cái đấy. Tôi có trồng một cong rau ăn lá ở Hóc Môn. Đất vườn của tôi khá chua, nhất là thời điểm giao mùa. Bắt đầu vào mùa mưa, rau trồng xuống rễ kém phát triển, có hiện tượng nổi cục, lá vàng ú, mặc dù tôi có bón lót phân lân trước khi trồng. Xin hỏi chuyên gia làm cách nào để khắc phục tình trạng để cây rau phát triển tốt hơn. Xin cảm ơn. Giải đáp câu hỏi tuần trước, để bón cho dưa hấu giai đoạn trái đang lớn nhằm nuôi trái, giúp trái phát triển đạt năng suất và chất lượng cao, sản phẩm phân bón đầu trâu nuôi trái là phù hợp nhất. Xin chúc mừng khán giả Dương Văn Ngon, tỉnh An Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, nên làm gì để có thể tái sử dụng lại giá thể hoặc đất trong chậu, túi trồng cây sau khi đã canh tác qua nhiều vụ? A. Loại bỏ các rễ cây tàn dư thực vật vụ trước và bổ sung thêm Trichoderma để xử lý chất hữu cơ và nấm bệnh tồn dư trong đất. B. Bổ sung thêm giá thể xốp và phân hữu cơ sinh học để tăng độ thoáng khí và chất hữu cơ cho đất trồng. C. Cả hai phương án trên. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Đến đây, thời lượng chương trình Canh Tác Thông Minh xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc canh tác thông minh a@bình điền.com hoặc có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh Tác Thông Minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin được cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cây bưởi da xanh trồng ở vùng đất Đông Nam Bộ cho phẩm chất đặc biệt, nhất là tại những vùng đồi dốc, đất sỏi cơm. Thời kỳ nuôi trái, đâu là yếu tố dinh dưỡng giúp tạo nên chất lượng ngon đặc biệt của trái bưởi da xanh nơi đây? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh Tác Thông Minh phát sóng ngày 1 tháng 9 năm 2024.